Con chim lười biếng. Trên đại dương xanh mênh mông, ở một vùng sóng nước yên bình, có một hòn đảo nhỏ xanh tốt. Trên hòn đảo có một ngôi nhà nhỏ, là nơi trú chân của hai vợ chồng lão đánh cá. Sáng hôm ấy, lão ngư dân đang ngồi đan lưới trước sân. Bỗng nhiên, một con thiên nga trắng muốt, điệu bộ vô cùng duyên dáng bay đến, đậu trên một tảng đá phía trước sân. Nhìn thấy con thiên nga, lão ngư dân dụi dụi mắt mấy cái rồi reo lên. Bà ơi, ra mà xem nè, nhanh lên. Nghe tiếng chồng gọi, người phụ nữ mở cửa bước ra. Hả, có chuyện gì mà nghe giọng ông hớn hở quá vậy? Người chồng chỉ về phía con thiên nga đang vỗ cánh trên mỏm đá. Bà nhìn kìa, con thiên nga kia bay đến đậu trước nhà chúng ta, chắc hẳn là điềm lành đấy. Người vợ từ từ tiến lại gần mỏm đá, cùng chồng chăm chú ngắm con thiên nga trắng. Với vẻ mặt rạng rỡ, bà vợ nói. Ông ơi, để tôi đi lấy ít cá cho thiên nga ăn nha. Lão ngư dân nghe vậy gật đầu. Bà nói phải đấy, mình nhanh lấy cá cho thiên nga ăn thôi. Vậy là hai vợ chồng lão ngư dân quay vào nhà mang cá ra, rồi mang ra thả trước mặt con thiên nga trắng. Lão ngư dân nói với vẻ mặt hiền từ. Nào, xuống ăn ăn cá đi nào, thiên nga xinh đẹp. Trông thấy cá, con thiên nga trắng liền sà xuống sân. Nó nghĩ thầm. Ái cha cha, chỗ này thật là tốt quá. Nếu cứ được cho ăn như thế này thì mình cần gì phải đi đâu cơ chứ. Nghĩ vậy, con thiên nga cứ quanh quẩn cả ngày nơi mỏm đá trước nhà vợ chồng lão ngư dân. Khi mặt trời lặn xuống ngoài mặt biển, nó xòe cánh nằm ngủ ngon lành. Một ngày mới lại bắt đầu, ông mặt trời dần dần nhô lên cao, tỏa ánh nắng ấm áp xuống hòn đảo nhỏ giữa đại dương. Vợ chồng ông lão đánh cá lại tất bật công việc của ngày mới. Trong lúc ông lão đẩy thuyền ra biển, người vợ cho cá vào thúng. Tỉnh dậy trên mỏm đá, con thiên nga vươn vai vỗ cánh phành phạch. Nó nhìn ra phía mặt biển reo vang. Ngày mới đến rồi, không khí buổi sáng thật là trong lành quá à. Trông thấy con thiên nga trước sân nhà, hai vợ chồng lão đánh cá không giấu được niềm vui nói với nhau. Con thiên nga vẫn còn ở đây nè, thật là tốt quá, tốt quá. Người vợ lại nhanh nhẹn ném lấy một phần cá xuống sân, khuôn mặt hiền từ như mời gọi con thiên nga xuống thưởng thức chỗ cá tươi. Chỉ chờ có vậy, con thiên nga liền sà xuống, mừng rỡ ăn lấy ăn để. Nó nghĩ thầm. Bữa sáng đây rồi, đúng là tốt quá. Ngủ dậy đã được cho ăn mà không cần phải làm gì cả. Trong lúc con thiên nga trắng đang thưởng thức bữa điểm tâm được vợ chồng lão ngư dân san sẻ, một bầy thiên nga bay qua phía trên trời. Trông thấy thiên nga trắng, một vài con liền sà xuống. Đứng trên mỏm đá, một số con thiên nga hiếu kỳ hỏi. Anh này, cậu còn chưa bay đi tránh rét sao? Mùa đông sắp đến rồi đấy, không đi thì muộn mất. Vương chắc cổ thon gọn yêu kiều lên cao, con thiên nga trắng trả lời. Sao phải bay đi đâu tránh rét nhỉ? Ở đây đang rất tốt mà. Vợ chồng lão đánh cá rất tốt bụng, sẽ luôn cho mình ăn cá tươi. Các cậu nếu thích thì hãy ở lại cùng với tôi đi. Nhưng nếu không thích thì cứ bay đi vậy. Còn tôi á thì đã quyết định sẽ ở lại đây một thời gian rồi. Nghe thiên nga trắng nói vậy, thiên nga đầu đàn lo lắng hỏi. Ở đây đến mùa đông thì cậu sẽ chết cóng bởi gió biển mất. Rồi cậu sẽ chẳng có chỗ trú hay thức ăn đâu. Thiên nga trắng vẫn tỏ ra rất lạc quan, đáp lời. Ôi dào, vậy thì các cậu cứ đi tránh rét đi, không phải lo cho tôi đâu. Ở đây tôi sẽ luôn được cho ăn no, nên sẽ không bao giờ sợ chết đói đâu. Hòn đảo này có biết bao nhiêu là chỗ thích hợp, tôi sao phải lo không có nơi trú ngụ chứ. Thấy không thuyết phục được thiên nga trắng, thiên nga đầu đàn lắc đầu nói. Thôi, cậu ấy đã nói vậy thì chúng ta lên đường thôi kẻo muộn. Nào các bạn, chúng ta khởi hành thôi. Nhìn đàn thiên nga bay đi, thiên nga trắng bật cười. Mấy cậu kia thật là ngốc nghếch quá. Làm gì mà cứ năm nào cũng phải bay đi tránh rét, cho khổ người ra. Đường thì xa, hiểm nguy thì luôn rình rập. Nếu ở lại đây thì chắc chắn sẽ chẳng phải nhọc công kiếm ăn. Ôi, đúng là ngốc xích mà. Vậy là từ đó,
thiên nga trắng sống hẳn trên mỏm đá trước nhà vợ chồng lão ngư dân, ngày ngày ung dung ngắm hoàng hôn trên biển mà không hề phải lo nghĩ đến chuyện kiếm ăn. Người ngư dân tốt bụng vẫn đều đặn ném cá cho thiên nga trắng, bởi luôn tin rằng thiên nga trắng chính là điềm lành đến với gia đình của bà. Thời gian cứ vậy yên bình trôi qua và tia nắng cuối cùng cũng tắt hẳn, nhường chỗ cho một mùa đông rét mướt, tuyết rơi trắng xóa khắp nơi, phủ một màu trắng xóa lên cả hòn đảo. Đứng co ro trên mỏm đá, thiên nga trắng vung cầm cập, ôm hai cánh trước người để giữ thân nhiệt. Dưới bầu trời ngập trong tuyết rơi, thiên nga trắng rên rỉ. Trời lạnh quá, chết con mất thôi. Không chịu được cái lạnh của mùa đông, thiên nga trắng nhảy xuống sân, dò dẫm bước đến nhà của hai vợ chồng lão đánh cá. Vừa đi, nó vừa rên rỉ. Ôi, rét quá. Đang ngồi bên lò sưởi, người phụ nữ trông thấy con thiên nga run rẩy tiến đến trước cửa. Bà hốt hoảng gọi chồng. Hả? Ông ơi, lại đây xem này, nhanh lên. Thấy thiên nga trắng nhắm nghiền mắt ngoài cửa vì giá rét, lão ngư dân bàn với vợ. Bà ơi, tôi thấy thiên nga trắng nó đang rét quá, hay là chúng ta cứ để cho nó vào nhà đi, chứ cứ ở ngoài trời trong thời tiết thế này, tôi e nó chết mất. Tôi cũng nghĩ vậy đó ông ạ. Vậy là thiên nga trắng được vợ chồng lão ngư dân cho vào nhà để sưởi ấm. Người phụ nữ còn mang cá đến cho thiên nga trắng. Vẻ tươi tỉnh trở lại trên gương mặt của thiên nga. Tuyệt quá, không khí trong này thật là ấm áp, dễ chịu, lại còn có cả cá để ăn. Bây giờ thì ta không phải sợ mùa đông nữa, mà cũng không cần phải đi đâu nữa cả. Kể từ đó, thiên nga trắng ngày ngày quanh quẩn bên hai vợ chồng lão đánh cá. Bên lò sưởi ấm áp, thiên nga trắng xòe bộ cánh nhảy múa, mang lại niềm vui và tiếng cười cho đôi vợ chồng già. Mấy năm sau, sức khỏe của lão ngư dân ngày một sa sút. Một buổi sáng, sau cơn ho khù khụ, ông gọi vợ. Bà ơi, tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta quay lại đất liền thôi. Dạo này tôi thấy trong người không được khỏe, e là không đủ sức đi đánh cá được nữa. Người vợ với ánh mắt lo âu tiến lại gần chồng. Ừ, ông nói phải đây. Tôi nghĩ cũng đã đến lúc ông cần được nghỉ ngơi sau ngần ấy năm sống phiêu du tự tại trên hòn đảo này. Để tôi đi chuẩn bị đồ đạc, rồi chúng ta cùng trở lại cố hương nha ông. Sau khi chuẩn bị xong hành lý, người vợ mang một thúng cá đến trước chỗ thiên nga, rồi quay lại nói với chồng. Tôi để lại cái thúng cá này cho thiên nga trắng, hy vọng là sẽ đủ để cho nó sống được qua mùa đông năm nay, vì không có vợ chồng mình. Nói đoạn, hai vợ chồng rời căn nhà trên đảo, lên thuyền trở lại đất liền. Thấy vợ chồng lão đánh cá rời đi, thiên nga trắng thích chí nhảy múa. thích quá, giờ mình làm chủ cả ngôi nhà này, cuộc đời thật là sung sướng biết bao. Mùa đông năm ấy, trong lúc bên ngoài tuyết vẫn rơi dày hạt, phía bên trong thiên nga trắng vẫn ung dung mổ thúng cá ăn ngon lành. Nó nghĩ thầm. Lạnh đã có ngôi nhà này chắn gió, đói đã có thúng cá này để no, ta chẳng sợ mùa đông chút nào cả. Nhưng số cá trong thúng ngày một vơi dần, cho đến khi chỉ còn lại một con cuối cùng. Thiên nga lúc này mới lo lắng nhớ đến vợ chồng lão đánh cá. Ôi, thức ăn hết rồi, không biết bao giờ vợ chồng lão đánh cá mới trở lại nhỉ? Họ còn phải cho mình chỗ cá mới để ăn chứ, không thì mình biết phải làm sao. Tuy nhiên, thức ăn dù đã hết mấy ngày mà vợ chồng lão đánh cá vẫn bặt vô âm tín. Thiên nga trắng loạng choạng bước ra khỏi nhà trong cơn đói cồn cào. Ôi, đói quá, hoa hết cả mắt. Làm sao bây giờ? Mãi vẫn chưa thấy vợ chồng lão đánh cá đâu hết. Thôi, đành tạm đi kiếm ăn, chờ họ quay trở lại vậy. Ra đến bên ngoài, thiên nga trắng ngạc nhiên thấy ánh nắng ấm áp ngập tràn cả hòn đảo. Vậy là mùa đông đã kết thúc, mùa xuân đã trở lại. Nhìn khung cảnh tràn đầy nhựa sống, thiên nga trắng reo lên. Ôi, wow, mùa xuân đã trở lại rồi sao? Thật là may mắn quá, hoan hô, hoan hô!
Hứng chí khi thấy mùa xuân đã trở lại thì ngà trắng dang đôi cánh rộng cố gắng bay lên. Tuy nhiên, dù ra sức vỗ cánh thì ngà trắng vẫn không thể nhấc nổi mình bay lên. Vẻ thất vọng lộ rõ trên gương mặt khổ sở của thiên nga trắng. Đúng lúc đó, một bầy thiên nga bay qua hòn đảo. Những đôi cánh mềm mại lướt đi trên trời cao. Trông thấy các bạn, thiên nga trắng gọi với theo. Ừ, các bạn thiên nga ơi, các bạn thiên nga, cho tớ đi cùng với, này. Tiếng gọi của thiên nga trắng không đủ vươn tới chỗ của đàn thiên nga. Chúng tiếp tục bay về phía trước. Thấy vậy, thiên nga trắng hối hả vỗ cánh cố bay theo. Đợi tớ với, các bạn ơi, đợi tớ với. Tuy nhiên, thiên nga trắng vẫn không thể cất nổi mình bay lên. Càng cố gắng, nó càng ngã nhào xuống đất, khuôn mặt tỏ rõ sự đau đớn. Nhìn đàn thiên nga càng lúc càng bay xa dần, thiên nga trắng nước mắt giàn giụa. Các bạn ấy bay đi mất rồi, các bạn ấy không đợi mình nữa rồi. Quay đầu nhìn lại thân thể mình, thiên nga trắng tự hỏi trong nước mắt. Sao mình lại trở nên nặng nề như thế này cơ chứ? Sao mình lại không bay lên được nữa vậy? Ngước mắt nhìn lên trời với đầy sự bất lực, thiên nga trắng nghĩ thầm. Tất cả là lỗi của mình. Mấy năm qua mình đã quá lười biếng, chỉ biết sống dựa dẫm vào hai vợ chồng lão ngư dân mà không tự bay đi kiếm mồi. À, trời ơi. Trên mỏm đá bao năm qua vẫn ung dung đứng ngắm hoàng hôn. Thiên nga trắng gục xuống, những giọt nước mắt chảy dài lăn xuống ướt cả mỏm đá. Vậy là chỉ vì lười biếng, ỷ lại vào vợ chồng lão đánh cá, thiên nga trắng đã đánh mất khả năng bay lượn của bản thân, để đến cuối cùng tự mình lại làm hại chính mình. Có ân hận cũng đã quá muộn màng. Lòng tốt của cậu bé nghèo. Trời ơi, sao mày lại giở trứng vào lúc này cơ chứ? Giờ đường thì xa, trời thì nắng, đến bao giờ mới về được đến nhà đây? Cái xe cũ rích này, để bố mình dành dụm được tiền, mình sẽ xin bố mua cho cái xe mới cho mà xem. Chắc bộ thế này vừa mệt, lại vừa xấu hổ nữa chứ. Cháu gì ơi, xe bị tuột xích hả? Cháu ơi, mang xe vào đây chú sửa cho. Tội nghiệp thằng bé quá, đi học về giữa trưa nắng thế này. Hình như xe đạp tuột xích thì phải. Thằng bé còn nhỏ, chưa biết lắp xích lại hay sao á. Chú ấy gọi mình ư? Nhưng mà mình làm gì có tiền để gọi chú ấy đâu chứ. Bố nói là nhiều người ở tiệm sửa xe hay bắt chẹt khách hỏng xe giữa đường. Chú ấy mà thét giá cắt cổ thì chắc mình chỉ còn nước gán xe ở lại mất. Nhưng mà... Dạ thôi chú ạ. Cháu dắt xe về để bố cháu sửa cũng được. Bố cháu sửa một loáng là xong thôi ạ. Cháu chào chú cháu về. Cháu học ở trường chuyên Sao Mai đúng không? Chỉ có học sinh ở xa mới đi xe đạp thôi. Nhà cháu chắc cách đây cũng phải vài cây số. Chắc về cực lắm. Vào đây chú sửa cho. Yên tâm, chú không lấy tiền đâu. Chú là người tử tế, không lừa lọc gì đâu mà sợ. Trời ơi, cái anh này. Lại ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng rồi. Thằng bé kia đã nói là không có tiền rồi, mà còn cứ cố mời mọc vào đây làm cái gì không biết nữa. Thật hả chú? Chú sẽ sửa xe miễn phí cho cháu, không lấy tiền đúng không ạ? Chú không lừa cháu chứ? Thật, cái thằng bé này cũng chắc cú phết nhỉ. Tìm chú sửa xe máy, nhưng học sinh mà hỏng xe đạp thì chú sửa cho, không lấy tiền. Bọn cháu là học sinh, có mấy đồng đâu mà chú lại đi lừa lọc, đúng không hả nhóc? Trời ơi, lại thế nữa rồi. Bảo bao nhiêu lần mà không chịu rút kinh nghiệm gì hết trơn à. Cứ thế này rồi có ngày sập tiệm cho coi. Cứ sĩ diện với cả tốt bụng hảo thế này. Ba ơi. Ba mẹ đang làm việc ạ. Con muốn đi chơi. Đi chơi ở công viên, có đu quay á. Em bé má đỏ bầu quân nè, miệng cười giống bố ghê. Chú của em bé xinh ơi là xinh, cháu cũng muốn có em lắm, mà nhà cháu là con một. Em ơi,
Lần sau anh qua nhà em đưa em đi chơi nha, có chịu không? Đúng là trẻ con, có tí chút mà trông thân quen như đã gặp từ lâu rồi. Thằng bé này nhìn thế mà cũng biết cưng nựng chiều em ghê. Xong rồi đấy nhóc, tiện thể xích bị khô dầu quá, chú tra cho luôn. Giờ có mà phóng như bay trên đường nha, nhẹ lắm luôn. Lần sau mà hỏng hóc hay cần bơm xe cứ vào đây, chú cho bơm thoải mái, không lấy tiền nha. Có gì cứ gọi chú Hòa, cô Bình, đừng có ngại cháu nha. Cháu cảm ơn chú, cô chú tốt bụng quá à. Cháu chẳng có tiền để gửi lại chú, thật ngại quá, vì chú vất vả nãy giờ ạ. Đã bảo là không có gì, cháu không cần phải khách sáo đâu. Thôi trưa rồi, cháu về đi không muộn, còn phải ăn cơm trưa và chiều còn đi học nữa. Dạ, thế thì cháu xin phép cô chú, cháu chào cô chú, cháu về ạ. Lần sau chú cho cháu ghé chơi với em bé má đỏ bầu quân nha chú. Ừ, muốn ghé chơi với em lúc nào cũng được. Trời nắng, đi nhớ nhìn đường, đi cẩn thận nha, đi đến nơi về đến chốn cháu nha. Anh Hòa nè, nhiều khi em không hiểu nổi anh luôn á. Em đã dặn anh cả 1000 lần rồi, sao anh vẫn làm như vậy? Anh không coi lời nói của em ra cái gì hết trơn à. Nói một lần rồi thì phải biết rút kinh nghiệm chứ. Sao cơ? Em nói gì anh không hiểu? Sao tự nhiên em lại nặng lời với anh thế? Anh biết vì sao em dồn tiền cho anh mở cửa tiệm sửa xe này hay không? Nhà gần trường học thế này, nếu anh chỉ cần thu 2000 đồng mỗi lần sửa xe cho học sinh thôi thì cũng đủ sau này trả tiền học cho cu con rồi đấy. Có biết bao nhiêu nhà muốn thuê lại cửa tiệm này mà em không có cho? Mình thì có vị trí kinh doanh tốt như vậy, sao lại không biết tận dụng hả? Anh làm ăn thì phải biết suy nghĩ, tính toán vô chứ. Chúng nó đều là học sinh nghèo cả, làm gì có tiền. Mà em nghĩ xem, vài năm nữa cô tí con mình cũng đạp xe đi học, rồi cũng có lúc xe nó bị xịt lớp hoặc tuột xích, mà nó thì không có đồng nào trong túi. Lúc đấy chắc chắn sẽ có ai đó giúp đỡ nó, như anh đã từng làm hôm nay, có gì đâu mà em sợ. Anh nói hay quá ha. Sau này cô tí nó bị hỏng xe thì cũng chỉ bị 1 đến 2 lần là cùng à. Đằng này anh đã sửa xe miễn phí, rồi còn bảo chúng nó có muốn bơm xe hay tuột xích gì thì vào đó anh làm hộ cho. Chúng nó quen đi rồi được thể, thế thì lấy tiền đâu ra mà gửi cho anh? Rồi còn hao mòn dụng cụ sửa chữa nữa chứ. Anh định đi rải lòng tốt khắp thiên hạ hả? Em không cần nói nặng lời như thế. Anh chỉ nghĩ đơn giản rằng mình cũng là cha là mẹ, thì con mình cũng có lúc gặp khó khăn, gặp người giúp đỡ nó có phải là quý lắm không? Anh cứ lo xa thế làm gì không biết nữa. Lần sau á, ai mà vào bơm xe là em thu tiền hết đó. Nhà mình có giàu sang cái gì đâu, em với anh cũng phải tích góp từng đồng từng cắc thôi. Anh mà ngại không thu thì em làm cái bảng giá treo ngay trước cửa này đây nè, để họ biết hoặc tự em sẽ đòi đó. Lúc đó thì đừng có mà cản em biết chưa. Tiệm sửa xe Hòa Bình kia rồi. Hôm trước chú ấy bảo có thể vào bất cứ lúc nào mà. Xe sao đó cháu? Sao lại dắt bộ thế kia? Dạ, xe cháu hết hơi ạ. Cháu không biết là có bạn nào tháo van xe trêu cháu không, hay là xâm xe bị thủng nữa ạ. Cô cho cháu bơm nhỏ với. Biết ngay mà, chúng nó cứ thấy anh Hòa dễ tính là lại được nước quen ngay cái thói nhờ vả miễn phí này. Một đứa, hai đứa, rồi cả trăm đứa. Khôn lõi thế này á thì cái tiệm sửa xe này sớm mà sập tiệm mất. Cái lão chồng nhà mình dốt ơi là dốt, bảo bao nhiêu lần rồi, tức vậy chứ. 1000 đồng một lớp xe cháu, cháu có bơm hay không? Nếu không biết bơm á thì cô bơm cho, tính 1500 đồng một lớp xe. Sao hôm trước chú Hòa nói có thể vào đây bơm hơi nhờ ạ? Nhờ là nhờ thế nào? Giờ không có gì nhờ vả hết á. Bơm hơi, lắp lại xích hay sửa phanh, cái gì cũng phải tính tiền cả. Có tiền thì mới sửa xe được chứ. Dạ, thế thì thôi cô ạ. Cháu không có tiền, cháu không cần bơm xe nữa đâu ạ. Cháu chào cô, cháu về. Lần sau á, ra đường nhớ xin bố mẹ mấy đồng cho vào túi, để phòng lúc hỏng xe chứ. Nhà cô á, chứ có phải tiệm sửa xe miễn phí gì đâu mà hôm nào cũng sửa cho người này, người kia suốt được. Thôi, cháu không bơm xe nữa thì đi về đi. Dạ cháu biết rồi, cháu chào cô ạ. Ôi trời ơi, sao quả bóng của ai lại rơi ra giữa đường thế kia?
Bông, bông, bông của Tí. Bông, bông, rơi mất rồi. Cô Tí à? Trời ơi con ơi, sao lại ra giữa đường thế kia? Trời ơi là trời. Trời ơi, phải cứu lấy em bé. Cẩn thận. Trời ơi, cẩn thận cháu à. Tôi xin lỗi, mong anh tha lỗi. Do con trẻ hiếu động, tôi chỉ lơ là một chút là cháu đã lao ngay ra đường. Cảm ơn anh đã phanh xe lại kịp thời. Nếu không thì chỉ một chút nữa thôi là xảy ra tai nạn mất rồi. Con có sao không? Là mẹ hết hồn mà. Có bị xây xước chỗ nào không? Để mẹ kiểm tra người ngợm con xem có vết thương không nào. Con không sao ạ. May mà có anh đỡ con vào lòng nên con chẳng bị đau ở chỗ nào hết. Cháu có làm sao không? Để cô xem chân tay có bị xước không? Đỡ em bé nằm lăn ra đường nhựa như vậy. Con có đau chỗ nào để cô đưa đi bệnh viện kiểm tra? Cháu không sao ạ, cô yên tâm. Chỉ chút vết thương nhỏ này có là gì đâu ạ. Em bé không bị thương là tốt rồi. Cô cảm ơn cháu nhiều lắm. May là hôm nay có cháu, nếu không thì cô không biết xử lý ra sao nữa. Em bé còn nhỏ, lại lóng ngóng, lao ra đường lớn bất ngờ như vậy nữa. Nếu em bé gặp phải chuyện gì, cô ân hận suốt đời mất. Không có gì đâu ạ. Em bé không sao là tốt rồi. Cô đưa em bé vào trong nhà đi. Chắc cú va chạm vừa rồi cũng làm em bé hoảng sợ đó ạ. Cô xin lỗi vì đã hẹp hòi với cháu. Vậy mà cháu cũng không để bụng, lại còn vô tư giúp cho em bé nhà của cô nữa. Cô đúng là người lớn mà suy nghĩ không bằng một đứa trẻ nữa. Từ nay xe cổ có hỏng hóc gì á, cứ mang lại tiệm của cô chú nha. Chú không ở nhà thì cô sửa cho. Tất nhiên là cô sẽ không lấy tiền của cháu đâu. Cháu yên tâm đi. Cô cũng biết sửa xe ạ. À, cháu chưa thấy cô sửa xe bao giờ, chỉ thấy chú Hòa sửa thôi ạ. À. Đừng có coi thường cô nha. Cô không có biết nhiều, nhưng mà bơm xe với lắp xích thì cô làm được á. Hỏng hóc nặng thì nhờ chú sửa cho nghe. Các cháu là học sinh, cô chú sẽ không lấy tiền đâu. Vâng ạ, à, cô chú tốt bụng thật á. Cháu sẽ lăn tin này ra cả trường biết luôn. Tìm sửa xe Hòa Bình. Cái thằng bé láo cá này. Thôi giờ thì ngồi yên đây đi. Để cô lấy băng dán cá nhân cố định lại vết thương cho cháu. Rồi cô bơm hơi xe cho nha. Còn đạp xe về nữa chứ. Trời giữa trưa nắng chang chang như vậy, dắt bộ xe về chắc mệt lắm á. Vâng ạ. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.